Đây là phim mới chụp lại của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân bỏ bột được 10 ngày thì bệnh nhân có ra viện tháo bột và kiểm tra lại vị trí gáy. Thì sau 10 ngày bỏ bột thì trên phim thể hiện hình ảnh bệnh nhân gáy 1/3 xương chày, đường gáy chạy dài và vặn xoắn. Cơ đẹp bệnh nhân bị gáy di lệch đầu dưới xương mác. Vì sau khi bệnh nhân bỏ bột được 10 ngày, bệnh nhân ra viện tháo bột kiểm tra lại thì hiện tại xương gáy bệnh nhân vẫn còn di lệch nhiều, và đặc biệt là xương chày gáy vặn xoắn. Thì chị Vịnh ở viện là bỏ bột lần 2 cho bệnh nhân, và từ đó đến nay bệnh nhân bỏ bột được tất cả 2 lần là 13-14 ngày. Thì hôm nay nhà thuốc sẽ ra tháo bột cho bệnh nhân và nắn xương gáy vào vị trí bình thường, sau đó đắp thuốc, cái thuốc uống nhanh nhìn xương, tiên lượng khoảng 20 ngày đến 1 tháng là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân cử động được bình thường. Vì hiện tại xương gáy bệnh nhân di lệch nhiều nên nhà thuốc phải nắn cho xương gáy vào vị trí bình thường, sau đó đắp thuốc cho bệnh nhân và kết hợp thuốc uống nhanh nhìn xương. Sau khoảng 20 ngày đến 30 ngày là bệnh nhân đi lại được bình thường. Đấy, cho nó mềm nha. Đổ ba đầu nước đây này. Đấy, cho nó mềm nha. Cháu cắt hết bột ra rồi mà. Cháu đi đâu nhìn cái xương này? Đang đứng về một cái kẹt nó đổ vào. Nhưng mà đổ vào này là cũng lại mê đấy chú ạ. Không nhìn ngon. Bà dùng cái nước này bà, cái nước này. Mở mẹ bếp là to lên cho Nhung. Rồi, chị nhấc luôn đây, nhấc luôn đây. Nào, đây, mới hết cỡ hay chưa quá. Đây. Ấm lên đây. Chưa, ấm rồi được. Đấy, thì nó không lên tận vẹn con ạ. À? Cái giấy này thì có chặt đi. Mười mấy ngày một kìa bà. Mười mấy ngày quá. Ba ngày. Cố gắng chăm bó với uống thuốc là Tết là đi được nhá. Vâng. Tết được thì đi chơi các bác để mặt hàng. Vâng. Thích được mặt hàng không? Có à? Có chứ. Cháu còn được thi đua học và bằng chính còn. Ừ. Thích ở phần đấy đi học. Bởi hôm mai đi thi nhá. Mai thi là phải được kết quả cao. Rồi, học giỏi. Ngoan, học giỏi. Thank you.
Cháu nó bao tuổi rồi? Cháu nó 10 tuổi. Hả? Cháu nó bao tuổi? Hả? Cháu nó 10 tuổi. Xương hơi nạch ra mà. Xong rồi. Một ngày bà đổ rượu cho con đấy 3 lần nhé. Sáng, trưa, chiều. Một ngày bà đổ rượu cho 3 lần đấy nhé. Sáng, trưa, chiều nhé. Cháu bó tầm độ 15-12 ngày là khỏi. Từ ngày bó cháu chân cháu đi bình thường nhá. Cháu gặp đi, mấy bàn chân, xoay cổ chân, xoay cổ, xoay tròn, gập đầu gối vào, gập ra, gập vào, đi lại đi. Rồi đi ra đi vào. Đi nhiều vòng không? Nhà tốt rồi. Đi lại bình thường nhá. Hàng ngày chân nó khỏi nhá. Đi lại cho cẩn thận nhá. Đấy, hai chân này. Chứ là nắm nó thẳng hoàn toàn rồi. Cháu đi ra kia. Bây giờ cháu thì bước xuống đây, cháu bước lên. Đứng lên. Đấy, bước lên. Đi vào. Hàng ngày cháu đi lại đi học bình thường chưa? Hàng ngày cháu đi lại xương nó khỏi, đi lại bình thường rồi nha, nhưng mà đi chạy nhảy ít thôi nhá. Hôm nay ra kiểm tra cháu xương là bình thường rồi. Rồi cháu bàn tay cháu, cháu học giỏi nhá, mạnh khỏe.